Good morning Vietnam. Mến chào các em, hôm nay chúng ta sẽ chơi tô màu bằng bộ đồ chơi 3D này nha. Rồi chúng ta hôm nay sẽ tô màu cho những chú ngựa luôn. Bây giờ chị Bida sẽ tháo ra. Rồi hồi hộp quá các bạn ơi. Đúng rồi, trong đây có một cái hộp ở đây. Rồi còn gì nữa không? Rồi hết rồi. Rồi trong tên này chúng ta có hai chú ngựa đây, một chú có sừng, một chú có cánh nha. Rồi đây là chú có cánh đây, lát nữa chúng ta sẽ gắn trang trí cánh rồi gắn cho bạn này nha. Rồi đây là những hộp màu nước đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tô cho chú ngựa có cái sừng này bằng màu vàng nha. Nổi bật các bạn ơi. Rồi tay chân xong rồi, bây giờ đến mặt nha. Tôi mặc màu vàng luôn. Chưa từng thấy chú ngựa màu vàng các bạn ơi. Rồi bên đây luôn. Cũng không quên tô cái mông cho bạn này luôn nha các bạn nha. Đó. Rồi xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ phủ kim tuyến lên. Wow, kim tuyến lên lưng ngựa luôn. Rồi chơi đều nha các bạn, rắc lên hết hũ luôn đi. Thật là nổi bật luôn. Thật là lát láng rồi, bây giờ rửa cọ thôi. Tiếp theo chị Bi Đỡ dùng màu đỏ và màu xanh để tô cho cái đuôi phần tóc cho bạn này nha. Rồi đến lỗ tai màu xanh luôn. Wow, thật là nổi bật. Rồi đến cái sừng này chị Bi Đỡ sẽ tô màu xanh luôn. Rồi xong rồi, đúng rồi, vẽ con mắt ở đây nữa. Rồi bên đây nữa, wow tuyệt vời, đủ màu sắc hết.
Các bạn thấy chú ngựa này như thế nào? Rồi, bây giờ đến chú ngựa có cánh đây. Rồi, chúng ta chỉ biết đỡ sẽ sử dụng màu trắng và màu hồng đi. Wow, cái màu này thật tuyệt vời các bạn ơi. Rồi, chúng ta sẽ tô đều màu cho cái thân của bạn này luôn. Rồi, cổ và bốn cái chân. Rồi, chị Bi đã sẽ cho phần kim tuyến lên đây luôn. Kim tuyến màu xanh và pha với màu vàng luôn. Wow, thật là nổi bật luôn. Hai chú này đều lấp lánh như nhau. Đây nữa. Rồi bây giờ đến phần đuôi nha các bạn. Phần đuôi cũng sẽ có 3 màu luôn. Rồi bây giờ đến chúng ta trang trí phần cánh cho bạn này luôn. Rồi, phần viền xanh sẽ được phủ ở bên ngoài luôn. Rồi, đẹp quá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ gắn vào đây. Rồi, xong rồi các bạn ơi. Chú ngựa của chúng ta đã bắt đầu bay được rồi đây. Bay xuống, bay lên. Tuyệt vời. Rồi, video của chị Bí Đỡ đến đây là hết rồi. Các em hãy comment cho chị Bí Đỡ biết là các em thích chú ngựa nào nha. Chị Bí Đỡ thì thích chú ngựa có đôi cánh thiên thần đây. Rồi, bây giờ chị Bí Đỡ muốn chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.